chia sẻ đến quý vị các bạn là một vườn đào đã lên chậu, thời điểm đã cũng tuốt lá xong hết cả rồi. Vườn đào thế rất là đẹp. Bộ dăm nụ rất là dày nhé. Bên dưới những cái chậu lục năng cao 50. Bông dăm rất là dày và đẹp luôn. Muốn đào thế. Đào thế đưa lên chậu ấy. Nhìn bộ dăm rất là dày. Nụ nọc này. Cây đào gốc rất là già luôn. Quay cho quý các bạn xem sơ một lượt và sẽ quay số điện thoại của nhà vườn cho quý các bạn mà có nhu cầu mua đấy. Thì liên hệ theo số điện thoại của nhà vườn nhé. Chung là vườn nó hơi kín, không cây mau cho nên là không đi được vào sâu bên trong. Bên trong cũng nhiều cây rất là đẹp nhé. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì về tại Thường Tín và liên hệ theo số điện thoại. Bây giờ mình sẽ ra quay số điện thoại cho quý các bạn xem nhé. Điện thoại thì viết ngay ở cửa đây. Đây, số điện thoại nhà vườn nhé. 0948 226 088. Là gặp anh Lợi đấy. Thì số lượng cây trên chậu này chắc nó rơi tầm khoảng 100 cây. 100 cây thôi. Đấy là một vườn này, còn không biết là anh cây ở vườn nào nữa nhé. Những cây đào này dăm rất là dày và rất là nhiều nụ luôn. Nụ dày như mê. Ngoài ra nhà vườn còn có mít đào ngũ phúc to đây. Những cây đào gốc già, tuổi đời chừng khoảng 10 năm. Gốc rất là già, mốc hết cả thân rồi đây. Những gốc đào già, đào ngũ phúc đấy. Đấy, còn hai luống. Thì quý các bạn mà có nhu cầu mua loại đào gì thì cứ liên hệ theo số điện thoại nhé. Mình cũng xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau nhé.